Một em KX 180 anh em nhá. Em có gửi cho một bác khách. Con này thì nó là hàng bãi anh em nhá. Lưu ý tất cả anh em là hàng bãi tháo phòng bên China. Thì cái tình trạng của nó thì nó vẫn còn rất là đẹp anh em nhá. Nó như chỉ lắp tủ kỹ thuật thôi. Những cái vết xước nhỏ nhỏ này là do những anh em mà lắp thôi, chứ còn đâu con này thì nó vẫn còn rất là ngon anh em nhá. Tất cả hàng đều bao cho anh em nguyên zin. Nguyên zin anh em nhá. Nguyên zin chưa sửa chữa. Thì tùy từng đợt hàng về thì nó sẽ có những cái mẫu xấu đẹp khác nhau một chút. Và có những con thì nó hầu như còn như mới luôn anh em nhá. Nó chỉ dính đó là bụi bặm thôi. Bụi bặm do anh em đi lắp đặt và để những cái tủ kỹ thuật như này này. Thì nó sẽ bị bụi thôi. Còn riêng về con này ấy, cái chất âm của nó, cái tiếng ca của nó, cái tiếng nhạc của nó đảm bảo với tất cả anh em. Nó quá là đẳng cấp cho anh em. Với cái phân khúc tầm giá như vậy thì nó cực kỳ đáng giá đồng tiền để anh em có thể xuống tiền lựa chọn cái con KX 180 như thế này. Lưu ý với anh em là hàng bãi nhá, nó sẽ chưa gồm dây dắt cho anh em đâu. Anh em lấy thì em bao ship cho anh em thôi, không gồm dây dắt cho anh em đâu. Đấy là lưu ý với anh em là như vậy. Với cấu hình setup thì setup cho anh em lại 61 chế độ. Vì phòng hát karaoke kinh doanh nó khác với phòng hát karaoke gia đình anh em nhá. Số lượng loa khác nhau, và cái karaoke bên China và karaoke bên Việt Nam nó sẽ khác nhau một chút. Nên đầu như em sẽ cài lại cho anh em những bản KX 180 này 41H và 21 karaoke nghe nhạc anh em nhé. 21 nghe nhạc, 41 karaoke cho anh em chơi. Rất ngon anh em nhé. Hàng đều được test, setup rất kỹ càng cho anh em trước khi gửi. Đấy, anh em thấy đấy. Đấy, rất là ngon luôn cho anh em. Xước chút thôi, không ảnh hưởng nhiều, nhưng rất là ngon cho anh em. Về những cái mốt, những cái gọi chế độ ra thì anh em có thể ấn recon. Đây là P01 nha anh em nhá. Anh em thể gọi ra bằng nút xoay effect như này. Ok chưa? Anh em chọn mốt nào thì anh em nhấn vào. Nó sẽ có ba cái mốt của nhà sản xuất, đó là Pop, Pro và Stealth anh em nhá. Đây là ba cái mốt mà của nhà sản xuất là sẽ mặc định nó sẽ có như vậy. Còn đâu em sẽ cài cho anh em từ 1 đến 6. Anh em thể còn mốt 7 nữa anh em phải về nhà tự cài đặt nhá. Ok chưa? Và chuyển tín hiệu đầu vào thì con này có hỗ trợ cả cổng quang. Anh em ấn system này, BMG này, xoay VOD optical anh em thể chơi. Ok chưa? Đấy, BGM này, xoay VOD nó không có tiếng này. Đấy, optical. Đấy, anh em sử dụng cổng nào anh em xoay nó về đó là được anh em nhá. Ok chưa? Cài đặt cho anh em chuẩn chỉ đầy đủ luôn. Về nhà cứ cắm và hát thôi. Đấy, sướng luôn anh em nhá. JBL này là KX 180. Ngoài ra thì bên em còn có mã là VX8. Nhưng mà như em nói rồi, giá hiện tại em đang bán con này là 3.8 triệu. 3.8 triệu anh em nhá, bao ship chưa gồm dây dắt. Trên thị trường đối anh em tìm được con nào với phân khúc dưới 5 triệu mà chất âm ngon như con KX 180 như này anh em nhá, khẳng định với tất cả anh em luôn. Tìm được một con mà có chất âm, chất nhạc, chất mic mà ngon như KX 180 dưới 5 triệu không có luôn. Đấy, đảm bảo với tất cả anh em. Nên anh em có tham khảo kỹ về dòng này nha, anh em cũng đã biết rồi. Còn cái con KX 180 này anh em nhá. Ok, test hàng nhanh và gửi hàng cho bác khách thôi. Thì bác này cũng cọc trước cho bên em đó là 300.000 đồng rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ anh em nhá. Số lượng về thì nó nhỏ giọt thôi, chứ nó không phải là ồ ạt trên những hàng mới. Nên những cái hàng bãi cũ này nó nhỏ giọt thôi. Có thể bây giờ có hàng, có thể một thời gian sau lại hết hàng xong lại có anh em nhá. Nên anh em nào có nhu cầu hãy nhớ liên tay đặt hàng và lựa chọn, đăng ký kênh, nhấn chuông. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau anh em nhá.